Hello, chào mọi người đang xem video. Tôi là Tuấn Phong Thủy. Và trong ngày qua thì tôi có nhận được một câu hỏi của bạn, hỏi rằng đó là có thể là hướng dẫn cho em cái cách nào để có thể biết được là ngày tốt này hoặc là giờ là tốt trong một tháng hay không. Bởi vì công việc của em là thường xuyên là phải xuất hàng, mà em rất là muốn để tìm được những cái cung giờ tốt để mà em có thể là xuất hàng với công việc nó khiến nó trở nên thuận lợi hơn đấy không. Thì cái câu hỏi này tôi cũng rất là bất ngờ, bởi vì để có thể xem được những ngày giờ tốt cho phong thủy thì chúng ta cần phải có một quá trình thời gian học tập nó tương đối dài thì chúng ta mới có thể xem được ngày giờ tốt. Tuy nhiên thì trong phong thủy thì tôi chợt nhớ ra là có một cái mẹo được sử dụng bấm trên lòng bàn tay nó rất là nhanh. Cái mẹo này thì được gọi là một trong những cái thuật gọi là lục nhâm tiểu độn của cái cụ Lý Thuần Phong ở thời Đường ấy, ở bên Trung Quốc. Ông đã sáng lập ra cái này. Cụ Lý Thuần Phong thì là một trong những cái nhà phải nói là nhà chiêm tinh học này, nhà toán học này, vô cùng là nổi tiếng ở thời Đường Trung Quốc. Nếu mà ai muốn tìm hiểu về cụ Lý Thuần Phong có thể search trên Google để tìm hiểu thêm thông tin về cụ Lý Thuần Phong là ai. Thì cụ Lý Thuần Phong ấy có sáng tác ra một cái cách để mà bấm độn trực tiếp trên lòng bàn tay giúp chúng ta là có thể xác định được cái ngày giờ tốt nó rất là nhanh. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái cách để giúp các bạn có thể là thực hiện và có thể là áp dụng luôn cái cách bấm xem ngày giờ tốt trên lòng bàn tay này. Thì trước tiên đi với cái đến cái sự hướng dẫn này ấy, thì tôi muốn các bạn cần phải nắm được về một số cái cung giờ của người xưa họ quy định, tức là người ta quy định nó là một cung giờ tương đương với 2 tiếng như bây giờ. Thì các bạn nào không biết thì các bạn hãy ghi chép lại cái cung giờ này nhá. Bởi vì chúng ta phải những cung giờ này chúng ta mới có thể tìm ra cái cung giờ tốt được, đúng không ạ? Đầu tiên là cung giờ Tý thì từ 23 giờ cho đến 1 giờ. Cung giờ Sửu là 1 giờ cho đến 3 giờ. Cung giờ Dần thì là từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Cung giờ Mão thì là 5 giờ cho đến 7 giờ. Cung giờ Thìn là 7 giờ cho đến 9 giờ. Cung giờ Tị là 9 giờ cho đến 11 giờ. Cung giờ Ngọ thì là từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Tiếp theo là đến cung giờ Mùi thì là từ 13 giờ cho đến 15 giờ. Và cung giờ Tý Sửu Thần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi, cung giờ Thân. Cung giờ Thân ấy, thì là từ 15 giờ cho đến 17 giờ. Cung giờ Dậu thì là từ 17 giờ cho đến 19 giờ. Cung giờ Tuất thì là 19 giờ cho đến 21 giờ. Và cung giờ Hợi là cung giờ cuối cùng thì là từ 21 giờ cho đến 23 giờ. Đây thì tôi vừa mới đọc cho các bạn về cái cung giờ mà người xưa họ quy ước theo địa chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất và Hợi. Và mỗi một cái cung giờ đấy sẽ ứng với 2 tiếng đồng hồ như hiện bây giờ. Thì sau khi các bạn đã nhớ được cung giờ này rồi thì sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách để bấm độn trên lòng bàn tay tìm ra ngày giờ tốt rất là nhanh. Thì các bạn hãy cùng theo dõi tiếp video nhé. Ok, để cho các bạn dễ hiểu thì tôi đã vẽ các cái khái niệm về bấm giờ trên cái lòng bàn tay của tôi này. Đấy, tức là chúng ta chỉ cần sử dụng 2 ngón tay thôi. Chỉ cần sử dụng ngón tay trỏ và ngón tay giữa thôi. Thì sau đây tôi sẽ giải thích cho các bạn, tức là sau khi các bạn mà đã nhớ được về cách các cung giờ ấy, cung giờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi ấy, thì sau đây các bạn hãy cùng đến thêm lại với một số cái khái niệm mới như này. Có nghĩa là cụ Lý Thuần Phong ấy, cụ đã quy định như là ví dụ như là đây này. Các bạn nhớ nhé, để đơn giản các bạn chỉ cần nhớ này, đây Đại An này, Lưu Niên này, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát và Không Vong. Thì trong 6 cái ô này ấy, thì có 3 ô tốt và 3 ô xấu. 3 ô tốt cho đến nhà Đại An này, Tốc Hỷ này, Tiểu Cát này, và 3 ô xấu sẽ là Lưu Niên này, Xích Khẩu này và Không Vong. Trong đó Không Vong là số nhất. Thì trong cái ô này ví dụ như Đại An là tốt này, Lưu Niên là cái sự chậm trễ. Có nghĩa là khi các bạn mà đi ký một cái hợp đồng ấy, khi các bạn mà đi giao dịch ấy, mà các bạn đi vào cái giờ lưu niên ấy, thì nó hay bị chậm trễ vì những lý do nọ, lý do kia. Đấy. Còn nếu như cái Tốc Hỷ này, tức là khi bạn đi ký hợp đồng này, thì bạn chọn được cái giờ Tốc Hỷ này, bạn ký hợp đồng rất là nhanh và rất là thuận lợi. Đấy. Về cái Xích Khẩu này là khi mà bạn đi có một cái việc gì đó mà bạn đi vào cái giờ Xích Khẩu ấy, thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta gặp những cái mâu thuẫn này, cái sự cãi vã này, thì chúng ta cũng nên tránh cái cung giờ Xích Khẩu đi. Cái Tiểu Cát thì cũng là tốt này, và Không Vong này cũng là rất là xấu, nhưng cần phải tránh này. Cái mục đích là chúng ta sẽ tìm ra được những cái ngày giờ tốt cũng như là để giúp chúng ta thuận lợi hơn trong cái quá trình mà chúng ta đi ký hợp đồng này, hoặc là chúng ta xuất hàng này. Đấy,
nhập hàng này, các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng rất linh hoạt trong cuộc sống. Thì cái cách này thì bấm như thế nào? Thế tôi sẽ lấy ví dụ với các bạn là cái này thì tính theo lịch âm lịch các bạn nhé. Tôi lấy ví dụ như là ngày mùng 9 này, tháng 9 này, vào giờ Tỵ này. Thì chúng ta muốn kiểm tra cái ngày này là cái ngày tốt hay ngày xấu thì các bạn hãy cùng theo tôi nhé. Tôi sẽ dẫn các bạn trực tiếp này. Quyết định ở đây tháng 1 này, Đại An tháng 1 này, tháng 2 này, Lưu Niên tháng 2 này, tháng 3 Tốc Hỷ này, tháng 4 Xích Khẩu, tháng 5 Tiểu Cát, tháng 6 là Không Vong, tháng 7 tiếp tục quay vòng Đại An, tháng 8 Lưu Niên, tháng 9 Tốc Hỷ, tháng 10 Xích Khẩu và tháng 11 là Tiểu Cát, 12 là Không Vong. Vì vậy mà cái ví dụ tôi vừa đưa ra cho các bạn là ngày mùng 9 tháng 9 năm ngày mùng 9 này, tháng 9 họ vào giờ Tỵ. Thì nghĩa là tháng 9 chúng ta sẽ bấm như này, tháng 1 này, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là vào Tốc Hỷ. Như vậy là tháng này tốt đúng không ạ? Tiếp theo ngày mùng 9 thì chúng ta lại xuất phát luôn từ cái này. Mọi người lưu ý nhá. Khi mà dừng tháng ở đâu thì xuất phát luôn khởi ngày từ đó. Ngày mùng 1 này, mùng 2 này, mùng 3 này, mùng 4 này, mùng 5 này, mùng 6 này, mùng 7 này, mùng 8 này, mùng 9 này. Mùng 9 là vào Tiểu Cát, như vậy là rất là tốt đúng không ạ? Tiểu Cát là tốt. Và tiếp theo là giờ Tỵ. Giờ Tỵ thì chúng ta lại khởi tiếp từ đây luôn. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ. Như vậy là chúng ta đi vào giờ này là giờ Xích Khẩu. Như vậy là ngày tốt rồi, tháng tốt rồi nhưng mà giờ này không tốt. Thì khi mà đi vào giờ Xích Khẩu ấy, thì rất dễ đến tình trạng là chúng ta gặp những cái sự cãi vã này, tranh cãi này, không mong muốn. Nhưng mà để mà khi mà chúng ta mà chọn đi vào giờ đấy thì chúng ta hãy lùi lại một giờ là chúng ta đi vào cung giờ Tốc Hỷ này. Thì cái sự việc mà chúng ta muốn đạt được thì nó rất là nhanh. Tốc Hỷ, tốc là nhanh, hỷ là việc tốt. Đấy, cái việc hỷ đấy. Trong đám cưới mọi người hay biết là cái dán cái chữ hỷ đấy. Đấy đúng không ạ? Đấy thì chúng ta thay vì đi vào giờ Xích Khẩu chúng ta sẽ đi vào cái giờ Tốc Hỷ. Được chưa? Mọi người hiểu chưa? Đấy, sau đây tôi sẽ hướng dẫn tiếp thêm một cái ví dụ nữa nhé. Ví dụ như là ngày 21 tháng 5 vào giờ Dậu thì sẽ như thế nào? Ngày 21 tháng 5 thì đầu tiên chúng ta bấm tháng trước này, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 là vào Tiểu Cát, đúng không ạ? Tiểu Cát thì bắt đầu ngày 21 chúng ta lại bấm từ đây luôn. Ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 là Đại An. Như vậy là ngày 21 tháng 5 là ngày tốt. Tiếp theo là giờ Dậu. Giờ Dậu thì đây là Tý này, xuất phát từ đây luôn, khởi từ đây Tý này, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Như vậy là giờ Dậu này lại là cái giờ Xích Khẩu. Như vậy là cái giờ này là giờ không tốt. Thì thay vì đi giờ Dậu thì chúng ta lại chọn đi vào giờ Tiểu Cát hoặc giờ Tốc Hỷ, đúng không ạ? Đấy, thì cái cách này nó bấm nó rất đơn giản thôi và hoàn toàn có thể là giúp các bạn xác định một cách rất nhanh chóng. Nếu như bạn nào dùng quen thì các bạn bấm chỉ mất khoảng tầm 10 giây đổ lại, rất là nhanh. Đấy, thì các bạn lưu ý là khi mà dùng cái thuật bấm độ này thì chúng ta phải áp dụng với lại ngày âm nhé. Đấy, đúng phải áp dụng với tháng âm, âm lịch. Thường ấy thì nó sẽ quan trọng là vào cái ngày và cái giờ là quan trọng. Còn tháng thì thực ra cũng không quan trọng lắm. Ngày giờ là rất quan trọng bởi vì nó sát mà, nó sát với lại cái công việc của chúng ta đang làm. Còn tháng mà tháng đẹp thì rất là tốt đúng không ạ? Đấy, thì hy vọng thông qua video này giúp các bạn có thể là tự bấm được những cái giờ tốt, giờ xấu khi các bạn xuất hành cũng như các bạn trước khi làm cái việc gì quan trọng để giúp các bạn đạt được những cái sự mong cầu của mình. Thì nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.